Hồi nãy gặp một cái cô quê của thầy Nhuận Chí, cô nói là cô bị bệnh, mà nói là bệnh cái đó mà con cô là bác sĩ nghe, bác sĩ nhiều năm luôn, mà cái bệnh nó đi trong, từ trong máu. Mà bác sĩ nói rằng nghe, cái bệnh này chỉ cần lễ Phật là chết. Nó lạ kỳ vậy đó. Tại vì cái chân cẳng nó làm sao, lễ Phật là nó đứng máu là làm sao chết. Vậy quý vị ơi, mà cô vô cô lệ Bồ Tát Quán Thế Âm 3.000 lại. Khi mà cô đi lại thì con cô nói mẹ ơi mẹ ngồi chứ không có được lại nghe mẹ, bác sĩ nói lại là chết. Bệnh này lại không có được, lại Phật không có được, cử động mệt mỏi là không có được nghe mẹ. Bà nghe như Đức giảng, bà nói bây giờ thọ mạng đến thì bà đi về Cực Lạc. Bà vô quyết tâm bà lại 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà vô bà lại 3.000 lại xong bây giờ bảo khỏe như người không có bệnh. Kinh khủng không? Mới gặp kìa. Hồi nãy mới qua chào Như Đức đặng ngày mai đi về. Nó nói là bà đó là bà làm bên tòa án. Nên nó từ nơi đó mà nó là qua Tết vô đây cộng tu lâu dài. Sắp xếp công việc hết vô đây tu luôn. Bây giờ tin có vật hiệu đừng có nói quý vị ơi, rất là nhiều người bệnh đau mà bác sĩ đều bó tay luôn. Vì mà chỉ có niệm Phật lễ Phật mà chết queo, ý quên đâu phải. Sống ngon lành đi qua đó lộn để chết queo. Nên thì thấy cái cách giảng đặc biệt không? À. Không biết vô tình thì cố ý rồi phải không? Mà làm cho người ta sống động á, thấy chưa? Nó đến là nên từ nơi đó quý vị biết rằng là bác sĩ chịu thua bó tay. Bây giờ con mới là bác sĩ nói con bây giờ hoàn toàn con tin Phật pháp từ ngay mẹ. Đứa con là bác sĩ bây giờ hoàn toàn tin Phật pháp là ngay mẹ luôn. Vì con chuẩn đoán mẹ hoàn toàn rõ ràng. Nhưng mà khi mẹ niệm Phật lễ Phật, mẹ lễ Phật thì hoàn toàn con không thể nào chuẩn đoán được. Và con cũng không thể nào lý giải được. Thì lúc đó Như Đức nói với cô một câu rằng cô chỉ là bên cái học thức để mà lý luận về nhìn nhận thôi. Còn cái định luật nhân quả, còn câu Phật hiệu, còn cái thiện tâm nó chuyển biến từng sát na, làm sao mà cô chuẩn đoán được? Không có chuẩn đoán được quý vị ơi. Nó chuyển biến từng sát na luôn. Vì cái cơ thể chúng ta khi buồn là máu chúng ta nó xấu, khi vui thì máu chúng ta nó tốt. Nó cứ chuyển biến nhanh cấp kỳ vậy đó. Nên từ nó đó mà quý vị vui thì máu tốt, mà buồn thì máu xấu. Bây giờ bác sĩ vừa chuẩn đoán quý vị lúc đó buồn đang lo, vô chuẩn đoán đa bằng cái người vô khám bệnh là quý vị tâm trạng quý vị đang lo, tim đang đập mạnh. Vì không biết bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình mình là bệnh tình gì, nên cái tâm lo âu thì tần số bị thấp xuống. Mà tần số đã thấp rồi là chuẩn đoán bị có bệnh. Nhưng khi quý vị đi vô chùa bị nghe pháp thì bị cỡ mở tâm tư, bị vui. Vui thì tự nhiên máu tốt lại, thì tức khắc lúc đó hết bệnh. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, con người chúng ta máu tốt máu xấu là do tâm trạng á. Nếu như quý vị thường đi khám bệnh hoài, lại bị sẽ làm cho quý vị sợ hãi lo âu, nên bệnh hoài luôn. Đó. Có nghĩa là rất nhiều người bệnh tình mà bác sĩ chạy, mà chỉ có niệm Phật lễ Phật nghe pháp, nhất là những bài giảng của những đức nó vui. Không biết bao nhiêu người nói không biết thầy giảng sao mà vui dữ vậy, không biết nữa. Làm mắc cừ, làm tiếu ghê. Mà một nụ cười thì bằng 10 tháng thuốc bổ quý vị. Những đức nói quý vị nghe, quý vị muốn làm ăn phát đạt thì cứ cười nhiều đi, làm ăn phát đạt liền. Bây giờ lúc nào mà ế ẩm đừng có buồn, niệm Phật cười vậy đó được không? Giờ có công việc thì làm, không có công việc niệm Phật cười chơi vậy đó. Bữa nào mà khách khứa không ai mua đồ, không ai đặt hàng, cứ ngồi ngay cái ghế đó niệm Phật cười quay vậy đó. Nhưng mà có một đơn hàng nó bằng 100 đơn hàng cũng nhập lên không bằng một đơn hàng
phước duyên mà nó hội tụ rồi nó thù thắng dữ lắm. Nên từ nơi đó, cái này là quý vị 100% phải tin, phải tin. Chính nhìn Đức thấy rõ ràng Đức làm việc trong Phật Pháp, quý vị. Có nhiều người nghe, nhưng Đức làm một việc gì người ta lợi tự nhiên người ta đưa một cái muốn đủ làm luôn. Nên thấy rõ ràng luôn trong Phật Pháp hay. Nên quý vị mỗi ngày niệm Phật vui vẻ đi, việc đâu còn có đó, cuộc đời có người mà vui buồn, bữa nay vui ngày mai buồn, bữa nay buồn ngày mai vui. Giống như đi đường vậy, bữa nay đường bằng ngày mai đường ổ gà. Chứ làm sao mà mình đòi hỏi cái đường nó bằng hoài? Trong cuộc đời làm sao thuận tiện hoài quý vị? Thí dụ như người này làm vợ được chồng thương yêu, lo lắng quá trời, nhiệt tình, mình cảm thấy niệm ấm chăn im, mình hạnh phúc, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Bao nhiêu người phụ nữ không ai bằng mình. Quý vị có chừng thất vọng, quý vị vớt rớt từ ở trên núi cao lọt xuống chết. Tại vì sao? Vì quý vị quá tự hào, quý vị không có một cái điểm mà chích bản thân mà đứng lên. Con người sống trong cuộc đời này quý vị ơi, có những lúc nó thịnh nó lên dữ lắm, nhưng mình suy nghĩ ở cái cõi này nó lên cỡ nào nó cũng phải rớt xuống. Giống như con diều nó bay cao cỡ nào thì nó cũng phải rớt xuống thôi. Ở cái cõi này làm sao thịnh hoài được, chỉ có thế giới cực lạc mãi mãi thịnh. Thấy không? Thế giới cực lạc là mãi mãi thịnh mà nghe. Nghe quý. Nó nghe vậy đi, người đời đạo gì cũng nhận thức được cái quý vị. Bây giờ mình tổ chức người ta về ào mấy chục ngàn người ta về, mai mốt có một người cũng không về nữa. Không lẽ lúc đó mình ngồi mình buồn mình khóc? Hiểu không? Mình vậy là mình thua rồi. Người ta về ào mình nhiệt tình mình lo cho người ta, mai mốt người ta không về nữa thôi. Mình trong chùa mình sống bình thường có gì đâu. Mình sợ người ta không về rồi ai mà cúng dường người sống thì sao đây? Mình lo vậy làm chi cho nó nhiều cho nó mệt, đúng quý vị? Bây giờ mình có đồ ăn, mình có mình ăn. Bây giờ bữa nay nè, bữa nay mình được cái một chai sữa nè, một cái bánh nè. Giảng pháp xong được chai sữa, được cái bánh, đây là cái quả báo hiện đời. Đó, thấy có mấy người lạ lạ ta mới đến đó đó, còn bánh còn sữa một chút, ngồi im đó nghe, ra ta tặng cho. Đây là quả báo hiện đời, nghe tôi giảng pháp là vừa nghe xong là có chai sữa với cái bánh liền. Quả báo hiện đời, có liền luôn. Mới vô ngồi là có liền, y ren như là hoa sen vậy đó. Vừa chỗ bông là thấy có búp. Nghe không? Đó. Nên từ nơi đó bây giờ mình có mình cứ dùng thôi. Có những người lạ lắm. Cô mời chai sữa. Dạ, cảm ơn. Dạ cảm ơn thầy. Thôi dùng đi cô, dùng đi. Dạ cảm ơn thầy. Nhà con nhiều lắm thầy. Nó chàng á mấy bà, xong rồi mấy bà kỳ cục cái ghê. Người ta đưa thì cứ dùng, đại nhà con nhiều gì? Phụ lòng người ta, cái công người ta đưa mình mà mình nhà con nhiều là sao? Bây giờ ví dụ như bà đưa tôi, nói tôi nhà tôi nhiều, bà nghĩ lương tâm mà nghĩ sao? Nhà bà nhiều kể nhà bà, bây giờ tôi đưa bà tại chỗ này nè. Tại này là nhà tôi nè. Đưa cho bà nhận đi, nhiều gì? Nếu các bà kia nhìn đưa, này có hộp sữa này, dạ thầy, được, nè, được thầy, nè. Cầm. Dạ. Cầm liền. Chết bây giờ. Cầm. Thấy không? Nó nên á, đừng có phụ lòng người ta. Người ta tặng cho mình là có tấm lòng, mình cứ nhận thôi. Cái đó cũng là duyên phước quý vị à. Nên bài giảng như Đức thường giảng mấy cái câu á, có nhiều Phật tử nói rằng, dạ thưa thầy, con lợi chùa có nhiều chùa với thầy giảng là ăn của tam bảo thiếu nợ. Nhưng Đức nói đúng. Đúng vậy đó hả thầy? Đúng. Vì sao thầy? Ngôi chùa đó không có gạo, không có ai nấu luôn, mà mình lỡ mình ăn thì ăn hết gạo,
Cuối cùng quý sư cô với thầy chết hết nên mình có tội. Chùa đâu có. Không ai nấu luôn mà không có gạo gì chứ bao nhiêu. Có chút xíu đủ có bao nhiêu người ăn. Mình lỡ mình ăn sạch chết thì quý thầy quý sư cô có gì ăn chết queo mình có tội. Dạ cái đó là đúng rồi. Đúng. Còn riêng chùa mình là có nhiều người mà có gạo nhiều, rồi nhiệt tình nấu cho quý vị ăn mà quý vị không ăn lại bị có lỗi. Chưa? Người ta quyết định người ta nấu cho quý vị ăn mà quý vị nói là vì không ăn. Không ăn có chuyện với tôi hết chưa biết. Đúng không? Sữa này ta mua là để ta tặng cho quý vị uống, ta đưa cho thôi thôi vậy. Hồi là cho đồ mọc dữ gì. Tôi nói cho biết là tôi bực bội tôi cho ai mà giận tôi quýt rồi đó. Chồng mới thấy lần đầu tiên luôn. Cho đồ mà không nhận mà cũng bị mới đánh nữa à. Thấy không? Nó cái tâm nhiệt tình nó mỗi nơi khác nhau. Cái nơi người ta thích tặng cho mình ăn, lo cho mình ăn mà mình không ăn là mình có lỗi. Lỗi kế bên là tội. Tội lỗi lỗi tội. Thấy chưa? Nên từ nơi đó rất rõ ràng. Còn cái nơi người ta không muốn cho mình ăn là vì sao? Vì người ta không có, mình đòi ăn. Vì mình có tội phải rồi. Thấy không? Mình mà hỏi kỹ ra đi quý thầy cho nói cho mình nghe. Cái thầy nói rằng con thông cảm cho thầy. Chùa thầy với hổm chưa? Không ai cúng. Đúng còn 20 kg gạo thôi con ạ. Quý thầy quý sư cô ăn được mấy bữa sống qua ngày. Nếu con hôm nay vô con ăn luôn thì hết gạo thầy cố sống sao đấy con. Thấy không? Đó đó đó. Mà mình nói không, con phải ăn. Con phải ăn. Bữa nay phải nấu cho con ăn. Con ăn vậy là con có tội vậy lắm. Thấy chưa? Giải thích rất rõ ràng nha quý vị. Quá rõ ràng còn cái gì. Nên mình đi đến chùa mình phải hiểu nha quý vị. Ví dụ mình đi đến nhà người ta. Nhà người ta từ ở ngoài cổng nó vô tới trong nhà sau hè thấy trống lỏng. Không có thấy tủ lạnh, không thấy đồ ăn đủ hết chứ. Mà bữa nay thấy người ta nấu một miếng đồ ăn đem ra ngon ngon cho mình ăn. Làm trong lòng mình suy nghĩ, người ta là quá quý trọng mình, ta nấu đồ ăn này nên mình lợi mình ăn. Mình hỏi ví dụ như mình ngoài đời đi, mình ngồi mình ăn mình hỏi anh ba kêu chị ra ngồi ăn chung cho vui. Kêu mấy cháu ra ngồi luôn đi anh. Gia đình mà. Bây giờ hà tôi với anh ngồi ăn gì mà chị và mấy cháu ngồi phía sau tội nghiệp lắm. Kêu qua đây. Anh mà để mấy chị với mấy cháu ngồi đó tôi ăn không có ngon. Kêu qua đây cùng ăn chung hết. Thấy không? Rồi bắt đầu là mình ăn mình quan sát nghe, mình thấy đứa nhỏ nó gặp mình gắp miếng đồ ăn miếng thịt á, mình gắp mình bỏ vô dĩa vô chén cái nó đứa nhỏ làm nè. Có nghĩa là đứa này nó không được ăn mà vì khách khứa mà người ta mua đồ cho mình ăn. Mình nhạy bén mình gắp đồ ăn bỏ vô chén cho con này, con đưa chén cho bác đây, bác gắp cho chị ba để gắp cho chị ba nghe, nhờ chị nấu ăn mà tôi mới được ăn, cảm ơn chị, gắp cho chị phải ăn nghe anh ba. Nó, mình nhiệt tình vậy còn có chút xíu lá cây cho mình mà chơi vậy về sao mình lỡ làm ta đón mình nữa đó, hiểu không? Xong mình nói một câu nè, anh ba nhớ nghe, mai mốt mà tôi lỡ nhà anh mà đãi đàn đồ ăn nhiều gì nữa tôi không lỡ. Anh ba, mình hiểu nhau anh, cái tình cái nghĩa là trên hết, anh đừng có làm gì. Nhà mình anh em sống nhau hiểu. Thấy không? Tôi nói vậy là anh hiểu rồi đó. Tôi không có nói anh cái gì chứ, nhưng mà tôi nói tôi mong làm sao tôi lỡ đến đây mà tôi với anh nó được gần gũi hiểu biết nhau hơn, chứ không phải là vì miếng ăn này. Thấy không? Mình sống mỗi người mình hiểu nhau anh. Anh cứ đem đồ ăn bình thường ra chiên miếng đậu hũ chấm muối tiêu cho tôi cũng được. Đó là vui rồi. Thấy không? Mình quan sát nhà người ta, chứ người ta đem ra dĩa đồ ăn mình vớt sạch nhất. Có cái ông kia dọn đồ ăn ra sạch nhất, nhưng mà ông chồng này ông tệ thế ghê. Ăn xong rồi hết trơn, ông kêu vợ thằng Tèo ơi, cái má thằng Tèo nó lộn, má thằng Tèo vợ ổng nó lộn. Má thằng Tèo ơi, ăn uống rồi đấy, ra dọn đi.
còn miếng đó ăn đi nghe. Chớ gì kỳ lắm, vợ mình mà, thấy không? Nó sống với mình mà, mình sống chơi gì không có tình nghĩa. Mình mà khéo nhất, mình ngồi mình chơi, mình kêu vợ mình ra có cái mâm kế bên ăn. Chứ làm sao mà mình ăn rồi mình kêu vợ mình dọn vô còn được ăn dư ăn đi. Mình chơi vậy không khác vợ mình là ô xin, đúng không? Quý vị ngồi nghe chỗ này nhớ nghe. Mình sống vậy là mình biết bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình. Chứ mình ngồi với bạn bè ăn xong mình kêu dọn vô đi, còn miếng đồ ăn nè, còn miếng này ăn đi, bà với mấy đứa con ăn đi. Mình ăn vậy là mình ăn mình đồ thừa cho vợ con mình ăn. Cái tấm lòng mình dành cho vợ con mình vậy là tệ quá. Mà mình là bạn bè làm như vậy mình cũng không có góc độ nhìn. Anh không có làm được vậy nghe. Chỉ mà nấu đồ ăn mà, vợ của anh mà, sao mà ăn dư mà cho chị ăn được. Chúng ta cùng ngồi ăn chung, có dư thì cùng ăn, chứ không thể nào mình ăn dư mà kêu chị ăn, thấy không? Còn mình là người bạn hiểu biết, thấy một dĩa đồ ăn nhiều quá, mình quan sát, quan sát mấy người ăn, mình biết rồi. Mượn cái dĩa coi, mình gấp một dĩa đồ ăn ra nè, đem anh đem vô cho chị với mấy cháu trong ăn. Cái tấm lòng mình như vậy đó là một con người thông tình đạt lý. Mình mà như vậy thì gia đình mình mới hạnh phúc. Mà gia đình mình hạnh phúc thì nó mới phát đạt. Mà phát đạt rồi thì bạn bè đến chơi mới thoải mái. Đúng quý vị. Này quan trọng đó nghe. Nên mình sống phải vậy đó, này là những đức giảng đời đạo chứ bị nghe đó. Trong đạo cũng được tốt mà ngoài đời cũng tốt. Cái tình người sống với nhau là cái việc cực kỳ quan trọng với con người đến với con người. Bây giờ những đức ăn dư kia mấy cô ăn, cái tấm lòng vậy có không có được. Ăn cái gì cũng vậy, mấy cô cũng có ăn, mấy chú mấy thầy đều có ăn, mấy cụ có ăn. Chứ mình ăn dư bắt ta ăn coi sao được. Từ khi đồ ăn này là giữa mình với sống với nhau hiểu. Nguyên mâm đồ ăn nhiều quá không hết thì mấy cô ăn. Chứ đâu phải mình nghĩ mình ăn thừa ăn dư gì đâu. Đó, nên phải nhớ kỹ nghe cái danh từ mình phải dùng làm sao cho nó phù hợp. Chứ nhất là đau lòng, nhất là chồng mình kia mình dọn đồ ăn mà dư nó đem nó ăn đi. Dùng cái câu này nó rất là đau lòng quý vị à. Em quý vị nên xem lại đó nghe. Người ngoài đời nghe công đoạn này cũng phải suy nghĩ cho kỹ đó. Nó làm gì thì cái cuộc sống nó đặc biệt cái lắm. Đã bắt tay vào vợ chồng của một gia đình thì phải hiểu cho nhau mà nghĩ cho nhau. Dù mình chơi với bạn bè cỡ nào nhưng vợ mình vẫn là phải là số 1. Chồng mình là số 1. Như những đức bây giờ bao nhiêu Phật tử đông thiệt đông, nhưng mà người trong chùa với những đức là số 1. Tại họ sống với những đức quanh năm suốt tháng, tối lửa tắt đèn có nhau. Đúng không? Tối lửa tắt đèn có nhau là gì? Là cúp điện chúng ta cùng sống trong bóng tối. Nên từ nơi đó là có nhau rõ ràng. Còn quý vị đến đây vài ba ngày vì nhà mất tiêu rồi. Chùa này có sập đi chăng nữa quý vị lỡ thì những đức cũng chết queo. Bây giờ quý vị có thương những đức cỡ nào, quý vị từ miền ngoài khắp nơi nơi đi. Vì nghe tin thầy Đức đang bị bệnh, con đang bận việc, con nhắn tin thầy chúc thầy sức khỏe, nghe thầy cầu nguyện cho thầy mau hết bệnh. Ở đây tối hôm nay Nhật Đức chết queo, khi quý vị về đây là Nhật Đức đi chôn mất xác. Không, còn người trong chùa nè, họ mới là có cái gì họ chạy qua liền nè. Nên mình phải quan tâm cho họ như người trong nhà mình á. Vợ chồng mà phải thương nhau, quý nhau, phải tôn trọng nhau. Có thân thiết với bạn bè cỡ nào đừng bao giờ trước mặt bạn bè ra vẻ này ra vẻ kia với vợ con, chồng con, đừng có gì sai. Mình phải làm sao cho người trong nhà mình nể mình thì bạn bè quý mình, thì hai bên nó mới cân bằng. Không, sống vậy quan trọng đấy. Vì cái công đoạn này quan trọng lắm nghe. Cái công đoạn này gọi là đối nhân xử thế đó, đúng không? Đúng mà cố gắng làm luôn. Chưa, người ta ủng hộ quý vị ơi, ủng hộ. Dạ không có hay mà ủng hộ, khích lệ biết chưa. Nhờ cái gì? Thấy chưa? Hồng nó nói quý vị nghe, ngồi mà lâu quá mà không có gì không đơn giản. Nên cái ngày giảng cho chúng thường trụ á nghe,
Thời khóa ta tu có 7 giờ rưỡi à, là ta nghỉ rồi. Mà giảng khóa mà dớt tới 8 giờ thì cái buổi giảng của mình sẽ bị thất bại. Vì sao? Vì tới buổi giảng ông này còn dài hơn thời khóa tu. Nên mình giảng chừng 7 giờ đổ lại là nghỉ thì tức khắc đạt. Nên độ sanh phải nhìn ra đó quý vị ơi. Độ sanh phải nhìn. Đừng có nói mà khổ mà thành tựu khó lắm. Cái pháp khổ mà thành tựu là cái pháp mà tự lực. Còn cái pháp nhị lực này phải cho người ta thoải mái người ta tu. Mà cái cõi này là cái cõi hiện tại nó đang vật chất nó đang phong phú quá. Nó quá khổ nghe quý vị, nó sẽ không tu. Nên nó quá buồn nó cũng không tu. Nó phải cười. Cười vui vẻ được. Ở những đức mà giảng lễ với chủ nhật đồ, Phật tử người ta vô mà ta cười đến mức mà ta quên trời chăng mây gió luôn. Mấy bà quên hết trơn, mấy bà còn gì đâu buồn. Cái bà kia mà chồng bà đang chửi bà te tôi, bà khóc hu hu vậy, bà vô bà nghe những đức giảng, bà cười nguyên một chập luôn. Bà nói con nghe thầy giảng xong con quên mất tiêu chồng con chửi con luôn đó thầy. Đúng không? Tại sao mà Phật tử nữ nó vô chùa mình tu càng đẹp. Những đức nói với vị nghe nghe, chùa mình là một cái điểm thẩm mỹ viện cao cấp. Thẩm mỹ viện cao cấp. Có cái cô kia cô nói rằng đúng là cái môn lễ Phật này và nghe pháp vui vẻ là một cái điểm đặc sắc thầy. Con nói nhỏ cho thầy nghe, thầy đừng nói cho ai nghe nghe. Những đức nói cô cứ nói đi, những đức sẽ không nói cho một người nào nghe cả. Nói cho đại chúng nghe thôi. Nói cô niệm Phật lễ Phật cô vui vẻ cô được lợi ích gì? Cô nói thầy biết không, hồi đó còn đi sửa soạn này kia đồ, đi thẩm mỹ viện này nọ nghe thầy, từ khi mà nghe pháp thầy niệm Phật lễ Phật hay lắm thầy, cái nơi nào nó cần thiết phát triển thì phát triển, mà cái nơi nào không cần thiết phát triển thì nó không phát triển. Đúng là cái vui vẻ nó làm cho cái cơ thể mình quân bình quý vị ơi. 100% quý vị, nó làm cho cơ thể bị quân bình từ từ. Ồ, hay lắm. Đi thử đi, vị mà vui vẻ đi. Nó giúp cho quý vị đặc biệt lắm. Từ từ. Bây giờ Như Đức nói với vị nghe, ngày xưa Như Đức hô cỡ nào? Ai ở đây biết tôi ngày xưa hô là sẽ biết. Hô không tưởng tượng được. Đi ngang người ta, tự nhiên cái miệng dính vô cái mặt người ta. Cái mỏ nó nhọn kinh khủng. Đi ngang đâu, người ta đi ngang đâu mà trúng cái miệng vô cái mặt người ta. Bao nhiêu người nói đi tu mà dê còn hơn cái gì. Hiểu không? Vì nghĩ đi. Vậy mà bây giờ niệm Phật lễ Phật chứ bây giờ đỡ hô. Bây giờ đâu có đụng vô mặt ai đâu. Từ nơi đó mà gì? Đỡ hô rõ ràng quý vị ơi. Mà giờ bị thấy Như Đức đỡ hô không? Không? Niệm Phật lễ Phật chứ đỡ hô nghe. Hồi xưa lỗ mũi ấy bị nó bự, mà cái đầu lỗ mũi nó nhỏ, mà bây giờ tự nhiên lỗ mũi nó vừa lại đầu lỗ mũi. Niệm Phật lễ Phật chứ ngộ cái chuyện. Ngộ ghê nghe. Mà ngày xưa bị cái chán cái này nó thấp xuống, không có hậu, mà giờ tự nhiên chán. Đen ơi, vì niệm Phật lễ Phật chứ mà vì thế đó, thấy chưa? Không, thay đổi rõ ràng quý vị. Thấy không? Quý vị thấy không? Lên ngồi nói chuyện với bao nhiêu cái giảng thuyết cho người ta nghe mà ai cũng sanh tâm hoan hỷ. Mà nhiều người dưới mà bị liệu mà mấy bạn ngồi mà nghe Như Đức giảng quý vị. Cái người mà liệu mà nghe Như Đức giảng nghe. Mấy bạn nghe phải làm nè. Nhìn Đức giảng ở đây mà ở dưới phải làm nè. Bị liệu theo quý vị. Thì bị cái thu hút cỡ nào chưa? Giảng thuyết mà thu hút kinh khủng luôn. Đó là cái gì? Nhờ niệm A Di Đà Phật. Đúng không? Có A Di Đà Phật là có tất cả. Có tình yêu thương. Đúng không? Có sự nghiệp,
Rõ ràng không? Cái sự nghiệp Phật pháp bây giờ chúng ta phát triển mạnh ghê chưa? Có tình yêu thương, có sự nghiệp, có cuộc sống ổn định, có niềm vui, có nụ cười và có giải thoát. Quá hay không? Nên tất cả chúng ta nên niệm A Di Đà Phật quý vị, nên tu hành. Tu hành nó không phải là cái việc mà giống như là người ta nói là nó cổ lưu sĩ, nó xa vời, bậy quá. Phật pháp đó là người ta truyền tải như thế nào kìa. Chứ Phật pháp thật sự quý vị nó rất là bổn thủ hóa và hiện đại hóa luôn. Đức Phật là một nhà đại khoa học. Đức Phật là một nhà vô cùng modern. Xịn sò nhất luôn. Nhà khoa học chưa phát triển là Đức Phật đã phát triển, nhà khoa học hết trơn rồi. Nên nói Đức Phật là nhà đại khoa học, Đức Phật là nhà đại trí tuệ, Đức Phật là nhà đại triết học, nhân sinh luôn. Tại vì sao? Quá giỏi rồi. Mà mình là người học Phật mà đi lùi tuốt phía sau 3.000 năm, như là do tại mình. Phật pháp vậy làm sao hoàn truyền quý vị? Vì thấy chúng ta sống ở đây quá phong phú không? Cuộc sống mỗi ngày vui vẻ an lạc, làm gì mà khổ quý vị? Đúng không? Người ta thường nói ta về chùa mình giống như người ta trở về cực lạc thứ hai. Vì coi cực lạc thứ nhất là ở cực lạc Tây Phương, còn cực lạc thứ hai là ở chùa Hộ Pháp. Bình an vui vẻ quý vị. Bây giờ quý vị về đây bị lo niệm Phật không? Không cần lo cái chuyện cơm ăn áo bằng, mà có cuộc sống ổn định. Hiện tại ở cái cuộc đời này hiếm có lắm nghe quý vị. Ngoài đời không phải dễ tu đâu nghe. Cái chuyện phải lo cơm ăn áo bằng không dễ tu á. Tuy quý vị khá giả nhưng quý vị phải đi làm, không thể nào ở không hoài được. Nên khó tu. Vô chùa này là có thời gian tu. Đi tu xong về là có người dọn cơm sẵn. Dọn cơm sẵn cho ăn, ăn xong muốn rửa chén rửa không rửa thôi. Cái chuyện này quý vị là ship rồi đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu á nghe. Nên Tết năm nay quý vị về đây ăn Tết, những đức chuẩn bị cho hai chiếc xe tải bự lên thành phố gom bánh về. Bánh trái nước nồi vô chợ gom một phát để lên xe chạy về chùa. Thấy không? Đó, năm nay nè quý vị coi nè, năm nay chùa ăn Tết nè. Năm nay nhà Đức có kế hoạch ăn Tết vô cùng phong phú. Mà Phan hãy nói trước, tới đó quý vị sẽ ngạc nhiên lắm. Vui, thiệt là vui. Hiểu không? Vui mà vui nhẹ nhàng, vui đặc biệt. Không cần phải hát ca sùm như mấy năm trước. Mấy cô khỏi cần phải động não mệt mỏi làm chi. Vui mà đều để lại dư âm mà mọi người đều được coi được. Chứ không phải vui mà nhạc nhảy rầm rầm. Đúng không? Nó vui một cái sự nhẹ nhàng, an lạc và tự tại, tích tụ năng lượng luôn. Hay lắm á nghe. Năm nay nè, Phật tử khắp nơi chuẩn bị về đây ăn Tết. Về đây ăn Tết đi, không quýnh bài, không sợ thua bài bạc gì hết. Cũng không cần xài tiền gì, không cần mua đồ xịn sò, chỉ cần mua vài bộ đồ lam lên đây thôi là xong. Còn ai mà không có đồ lam lên đây bo luôn. Đồ lam trong chùa bao la, mấy bà cụ mắc xong giặt lại ủi. Mấy bà cụ mắc xong là giặt ủi lại hết quý vị. Mà xịt dầu thơm ngon lành lắm nghe. Mà đồ mấy bà cụ là mấy đồ mấy bà cụ giáng sanh không, nó bặn vô đi nó ấm dữ lắm. Có lo. Nhà Đức gia trì hết trơn rồi. Nghĩa là giặt đồ ủi rồi xong hết trơn. Nhà Đức lại, Nhà Đức nói là này các cụ ơi, đồ này là Nhà Đức để lại cho Phật tử, để cho tất cả quý Phật tử. Thấy không? Nó quý Phật tử bạn để các cụ có phước, đừng về đòi đồ Phật tử nghe các cụ. Thấy không? Xong bắt đầu là Nhà Đức bưng ly nước lên. Nhà Đức là nè. Nó gia trì hết rồi, yên tâm. Khỏi cần mua đồ lam về chùa, có đồ luôn.
đồ xịn sò, đồ ngon lành, đồ của các cụ giảng sanh. Nói vậy nghe mê lắm á nghe. Thấy mê, mê, mê phải không? Thấy không? À. Nói cái này là quá đặc biệt mà ha. Chắc kiểu này cho Phật tử nào cũng chuẩn bị đồ mua sẵn luôn. Nói cái này là mua đồ sẵn hết trơn luôn. Bà nào cũng mua, bây giờ dự định không mua cũng phải đi mua đó. Nên quý vị nhớ, đã làm người sống trong cõi đời thì chúng ta phải làm việc gì ý nghĩa thì người ta sẽ quý thương mình. Bản thân mình không có sống ý nghĩa gì chứ ai quý thương mình. Nên Phật Pháp thì giúp cho chúng ta cuộc sống phong phú tốt đẹp, cảnh giới mình tốt đẹp. Nhờ Phật Pháp mà dạy chúng ta có thể tu phước tu duyên, phước duyên tăng sự nghiệp phát triển. Con người chúng ta sống ở cuộc đời này quý vị nghèo quá cũng không ai tiếp nhận mình nữa. Vì mình quá nghèo quý vị. Nó nói nghèo quá, nó nói cũng khó học đạo. Tại vì quá nghèo không có thể nào có thời gian để mà đi tu hành được. Mà ở cái quốc độ này mình quá nghèo, người ta không nhìn mình đó nghe quý vị. Bây giờ những đức nói với quý vị nghe, nếu như chùa mình mà nghèo sơ nghèo sát, chùa mình sập, người ta đi đến chùa mình vừa bước vô mình bước ra, Nam Mô A Di Đà Phật, cô ơi cô, thầy ở trong chùa nó khổ dữ lắm cô ơi, lâu lâu thầy Phật tự vô thầy mừng dữ lắm, cùng dường thầy chung định đi con ơi. Quý vị ơi, người ta chỉ cần cúng một lần, từ đó về sau người ta đồn ra với cô đừng đến chùa đó, cái chùa đó cô mà bước vô là ông thầy ông ra ông khóc xin tiền, đừng đến nữa nghe. Thì cứ như mình đói meo luôn, đúng không? Nhưng mà giờ người ta đi đến đây mình lo lắng cơm ăn áo bạn, cuộc sống ổn định lo cho người ta, người ta an tâm, người ta vui vẻ, cái tâm cảm ơn người ta. Cảm ơn nhà chùa, cảm ơn người ta gì? Thấy chưa? Nhà chùa lo nhiệt tình hết lòng thì cảm ơn nhà chùa. Rồi nhà chùa lại dạy cho cái cuộc sống vui vẻ, an lạc, hạnh phúc. Nên về làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt, không lẽ quên nhà chùa. Vì thấy chưa? Cái phương pháp trong nhà Phật hay chưa? Trước nhất phải dạy người ta, rồi người ta vui, rồi người ta an lạc, rồi người ta đẹp, người ta làm ăn phát đạt, không lẽ quên chùa. Ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây thì ai trồng cây cho mình có trái mà ăn? Đó. Nên Phật Pháp là phương pháp. Người ta về chùa mình chỉ dạy người ta, nên ai về chùa cũng vui. Bây giờ Phật tử người ta về chùa mình, khi người ta đi về nghe, chân bước đi mà lòng còn ở lại. Bao nhiêu cô luôn mà về chùa, bao nhiêu chú về chùa, về chùa xong họ nói là cái ngày đi về của họ là ngậm ngùi lắm. Họ cứ là ở nhà mà cứ nhớ chùa vậy đó. Mà nhớ chùa là phải niệm Phật, chứ không phải nhớ chùa mà khóc. Nhớ chùa là phải niệm Phật. Nên người ta ở đây cái tình thương mến thương với con người đến với nhau, người ta cảm nhận được sự bình an đó và nó kết thành một đại từ trường. Bởi vì ở đây mấy ngày năng lượng nó tích tụ nên nhìn ai cũng đẹp. Chưa? Bây giờ như Đức nói với quý vị nghe, quý vị mà không vui quý vị sẽ không bao giờ vỗ tay được. Không vui sao vỗ tay? Cái người mà buồn mà đi vỗ tay, không có chuyện này đâu bạn. Không lẽ buồn không lẽ buồn khóc mà vỗ tay? Cái này là vô duyên thiệt ba trận. Buồn khóc mà sao vỗ tay? Người ta phải là vỗ tay mới vỗ tay được. Còn cái này không có vỗ tay được đâu quý vị ơi, hiểu không? Nó nên ai người ta cũng vui nè, nên người ta vỗ tay một phát là tự nhiên nó rinh rang như chưa. Trời, người kiếm thị về chùa mình mà người ta cụt hai cái tay mà ta còn lấy hai cục lon người ta vỗ mà. Tại vì cái từ trường nó làm cho người ta vui, vì hay lấy hai cục lon người ta vỗ.
Còn có cái ông đó cụt một cái tay sát cái nách, còn một cái cù lôi luôn. Cuối cùng ông không biết vỗ cù lôi vô cái tay chỗ nào, ông vỗ vô đùi, bạch. Vậy thấy không? Khi người ta vui rồi người ta sẽ làm sống động quý vị ơi. Quý vị nhớ nha quý vị, con người quý vị khi vui lại bị rất sống động. Còn khi bị buồn, quý vị sống không có động. Sống mà không động là sắp chết rồi. Hiểu chưa? Dù mình vui đi, cái người ngoài đời dù như người ta vui, người ta chơi trúng số hay người ta làm ăn gì được đi, người ta nói vui mừng à, vui quá, vui làm sao. Hiểu không? Ta vui vậy, ta động lên thấy chưa? Khi người ta có tiền, người ta làm ăn gì được, ta tung tăng, nhảy tưng vậy đúng không? Cái đầu cái người ở ngoài đường đi ngang, nó nói ô anh ba, hôm nay thấy nhà vui quá, bộ mới trúng số hả anh ba? Hay năm nay lúa thóc gì trúng mùa không anh ba? Ừ anh, mới trúng số. Thấy không? Nhà tung tăng vui đúng không? Nên từ nơi đó sống động là nhờ vui vẻ. Nên nhiều Phật tử ta về chùa mình, người nào ta cũng vui. Ôi mấy chục ngàn con người mà ở trong cái ngôi chùa gì mà cái bữa lễ với Di Đà kính người ta, mà ta ngồi người ta cứ tung tăng, người ta cười. Lại Phật tung tăng, còn cái bà buồn ngủ cũng tung tăng. Cái từ trường lạ lắm quý vị ơi, cái từ trường mà Phật Quang phổ chiếu á, tấm mình trong quang minh nó rất là lạ, không tưởng tượng được. À, quý vị coi chùa chúng ta đông vậy mà đa phần con người vui lắm. Vì sao? Vì có ai với Đà Phật. Nếu như chùa chúng ta mỗi ngày mà không niệm Phật á, trong đây chúng ta sống nổi. Bây giờ chánh điện chúng ta một ngày mà không niệm Phật thôi, vì sẽ thấy cái chùa này nó buồn. Lạ như vậy. Vì thì con người chúng ta vui là từ chỗ nào? Phật quang phổ chiếu. Chắc chắn vì sao? Vì bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nên cái nơi nào niệm Phật thì nơi đó Phật quang phổ chiếu. Mà chúng ta sống trong cái ánh quang minh của Phật thì mình sẽ vui. Tại sao mình sống trong ánh quang minh của Phật mà mình vui? Vì nghiệp chướng của mình được quang minh của Phật soi gọi. Nên nghiệp chướng của mình người ta sẽ dịu cái tâm, không có kích động mình, nên bản thân mình bình an và vui vẻ. Những đứa gặp một cái cô này, cô nói rằng là cô đau mà cô cứ niệm Phật là cô so ngay chỗ đau. Cứ so ngay chỗ đau. Cái A Di Đà Phật, cô dịu cái tâm của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì dùng câu A Di Đà Phật giống như là mình xin lỗi vậy đó. Mình dùng câu Phật hiểu, dụ như mình nói tôi xin lỗi bạn đúng không? Nhưng mà cái câu xin lỗi bạn đó nó không có bổ nguyện. Nên câu xin lỗi nó chỉ dùng cái âm điệu của mình để tác động đến cái người đó thôi. Nhưng câu A Di Đà Phật là đại thiện, rồi là vạn đức hồng danh. Khi mình niệm lên mà mình so ngay cái chỗ đau đớn đó thì có Phật quang phổ chiếu, Phật quang gia trì. Nên quán thân trái chủ mình được Phật quang soi gọi. Nên người ta mở cái tâm lượng người ta ra khoan dung cho mình. Nên từ nơi đó mà cái cô này cô nói cô bệnh đau mà cô niệm Phật cô so mà nó hết chân. Nghĩa là cái lòng tin mình phải cực kỳ mạnh 100% với quý vị. Cái người mà niệm Phật mà bệnh đau mà không hết là do con người này không có tin Phật. Đúng ngay cái chỗ là họ không có tin Phật. Quý vị mà tin Phật là quý vị chỉ có cầu giảng sanh thôi, chứ không có cầu hết bệnh, thì thật sự là tin Phật. Mà tin Phật như vậy là 100% quý vị niệm Phật sẽ chuyển hóa. Hòa thượng mình đây ngài nói rằng cái ông đức này ông ghen, chờ đang mưa rầm rầm như vậy mà lôi người ta ra ngoài sân để lại Quan Âm. Này là 100% đố mà có mấy người luôn mà dám tổ chức lễ viếng Quan Âm mà lúc mà mưa mà rầm rầm mưa mà trước đó mưa ầm chuyển đen kịnh, dân lấy mũ lấy niệm chảy ngoài sân đại Quan Âm. Nhiều người cứ kinh ngạc, người ta lỡ người ta dự lễ với Quan Âm, ta nói rằng ủa tờ ông thầy nó sao vậy chàng,
mưa gió suốt xuyên suốt luôn, mà bây giờ chuyển đen kịnh mà vậy mà ông đem mũ đem niệm ra ông chải rồi một chút dắt tiêu quá. Vậy mà chải mũ chải niệm vậy mà tới giờ vô lại Quan Âm thì lại Quan Âm suốt 3 ngày không có mưa. Rõ ràng không? Mình tin vào cái bộ nguyện của Phật Bồ Tát, mình tin vào Phật Bồ Tát từ bi, mình niệm niệm làm việc cho Phật Bồ Tát thì mình làm hết lòng mình thôi. Còn cái việc mà mưa gió là cái chuyện đó của ông chờ, chứ không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình là ở trần gian này mình làm, mình cứ chân thật mình làm. Thì rõ ràng không? Lần nào một chương trình gì nó cũng làm là thành công. Lễ Bí Quan Âm mà trước đó là mưa rầm rầm, vậy đó mà vô chương trình rồi là suốt mấy ngày không có mưa, mà xong chương trình rồi mưa. Thấy cảm ứng không? Lòng tin nó phải mạnh nha quý vị. Gặp nhiều chặng rồi lòng tin phải cực kỳ mạnh. Thí dụ như trong cái mùa dịch chùa mình đi bị dính dịch, những đức nói với đại chúng một câu: chết là niệm Phật giảng sanh, nghe chưa? Bây giờ trong đây là quyết tâm chết, đã ở trong đây là không có sống, chết hết. Nguyên một cái mùa dịch bệnh đau dịch dính mà không ai chết, kinh chưa? Đó, mà qua mùa dịch chết nghe quý vị, dịch xong rồi mới chết, dịch xong mới chết thì đi thiêu đàng hoàng ổn định. Còn trong mùa dịch mà chết là có chuyện phiền phức, thấy không? Thấy rõ ràng cho quý vị thấy cái sự cảm ứng này mà không thể nghĩ bàn mà. Nên nơi nào mà niệm A Di Đà Phật, chùa nào niệm A Di Đà Phật, chùa nào khuyên người ta niệm Phật. Những đức nói ngôi chùa đó xây mau cấp kỳ, chùa nào mà xây dựng đi, lôi ra xây dựng nghe, cứ cắt một cái nhà tôn đó cho người ta niệm Phật đi, cứ hướng dẫn người ta niệm Phật ngay cái nhà tôn đó đó. Rồi quý vị coi cái chánh điện chùa quý vị sẽ xây cấp kỳ, tiền đến ào ào xây. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật đều tán thán, mà nơi này niệm Phật, khuyên người ta niệm Phật, thì mười phương chư Phật đều gia hộ, mà Phật A Di Đà bổ nguyện của ngài gia trì, thằng hộ pháp cũng hộ trì ngôi Dạ Lam nơi đó. Thì làm gì có cái chuyện nơi đó xây dựng mà không có tiền. Còn nếu như quý vị mà đi chỗ này đi chỗ kia mà hỏi người này hỏi người nọ, mà quý vị không niệm Phật nó cực kỳ chậm luôn. Nó xây đầu này nó thiếu đầu kia, nó xây đầu kia nó thiếu đầu nọ. Mà quý vị chỉ có niệm một câu Phật hiệu này thôi, quý vị cứ 5 người, 10 người, 20 người, quý vị cứ cho người ta niệm Phật đi, ngay cái nhà tôn đó đó. Người ta lỡ người ta niệm Phật, người ta thấy rồi ngôi chùa đang xây dựng, mà ngôi chùa niệm Phật rầm rầm, có 50 người, 20 người, quý vị lấy cái lo bự chà bá, bị ghim cái điệu niệm Phật lên, niệm ấm 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 ấm, niệm lan sớm nghe, rầm 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 vậy đó. Rồi quý vị coi cúng dường cho mà thấy. Vì nhớ nghe, chúng ta nói chuyện nài nỉ người khác không cảm động, mà câu Phật hiệu đó nó kích động tận tâm á, nó đi vào máu quý vị luôn á, câu Phật hiệu á. Tại vạn đức hồng danh đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Câu Phật hiệu mình niệm lên một cái là nó đột phá từ tâm người ta. Tôi con người ác cơ nào ác nó phải hiền lại. Cái con virus nó cũng muốn hại người mà nó nghe câu Phật hiệu nó còn phải Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đứa bé nhờ xíu xíu nó đeo cái máy niệm Phật đó quý vị, mà nó đi lỡ cái chỗ vắng vẻ vậy mà có hương linh nó xô nó đi. Hương linh kia nó không được xô, mày xô cái người niệm Phật tội nặng dữ lắm, không có được xô, thà để tự nó té. Tự nó té là do nghiệp chướng của nó kệ nó, còn mình đụng với mình xô là tội nghiệp mình rất là nặng. Tại con người này niệm Phật, tại vì con người này họ niệm Phật á là người ta sẽ tôn trọng, vì người niệm Phật á là chờ người đều tôn trọng mà. Trong 48 lời nguyện có một lời nguyện, nên từ nơi đó quý vị mình là niệm Phật đó nghe, người ta tôn trọng quý vị là rõ ràng luôn, 100%. Nó bây giờ mình thấy rõ ràng mình niệm Phật mà người ta quý trọng mình đó. Bây giờ một đứa nhỏ niệm Phật người ta cũng quý trọng nữa. Tại vì sao? Đứa nhỏ này nó niệm Phật, dù là nó chưa có làm Phật nhưng mà nó đang niệm Phật. Cái vạn đức hồng danh của câu Phật hiệu con người ta phát xuất từ cái miệng phàm phu mà niệm ra, người ta vẫn cung kính và tôn trọng quý vị. Thiện căn dày, thấy không? Nên chùa chiền mà chịu mà niệm Phật đó nghe,
Niệm Đức nói xây dựng cấp kỳ à, mau dữ lắm. Có mấy quý sư cô ở ngoài miền ngoài lúc trước vô đây nè, thu âm lấy phương pháp tu về chân thật hướng dẫn người ta. Hồi cấp đó là chùa còn có chút xíu mà xây dựng có cái bếp, xây hoài xây không xong. Vậy mà từ khi đem phương pháp về tu có 10 người, 20 người niệm Phật, niệm viết từ từ 5, 70 người niệm Phật. Rồi từ từ Phật tử mà đến chùa biết mình đi lợi chùa đó niệm Phật. Vậy mà bây giờ ngôi chùa đó xây một ngôi chùa thiệt là bự. Sư cô lâu lâu mà gỡ tiền vô cúng dường, nhưng Đức nói là phụ thầy nuôi người già. Cảm ơn thầy, thầy hướng dẫn phương pháp tu bây giờ xây được chùa chiền đàng hoàng hết trơn. Cuộc sống ổn định trong chùa, không thiếu thốn gì hết. Chính sư cô nói rõ ràng mà lúc trước đi quyên góp suốt luôn mà không có ai mà cúng dường bao nhiêu chứ. Như vậy mà chỉ có niệm Phật mà người ta lợi, người ta cúng quá tràn cúng luôn. Thấy vạn đức hồng danh chưa? Không chi nhà mình mà niệm Phật thì bị biết cái nhà bị thay đổi. Nhà quý vị mà mỗi ngày bắt niệm Phật xuyên suốt trong nhà nghe, vì yên tâm đi, từ từ nhà bị thành vàng. Quang minh phổ chiếu thành vàng á. Tự nhiên cái miếng đất nhà quý vị từ đó giờ rẻ rề, đất rẻ rề mà tự nhiên niệm Phật một thời gian, miếng đất ngay nhà quý vị từ từ nó lên giá mà tự nhiên thành vàng, một tắc đất tắc vàng luôn. Quý vị biết rằng hồi đó nhà Đức nghe thầy giảng mà cái nơ tịnh tắc Quan Âm ngày xưa mà cho đất người ta không lấy. Nó vắng vẻ, nó buồn đến mức nào chứ. Vậy mà lên đó lập cái pháp hội niệm Phật A Di Đà. Mà ban đầu cái chỉ có 5 bà già mà thầy nói rằng đi giảng suốt. Vậy mà có khi mà không đủ lo cho 5 bà già. Mà từ khi mà mở cái pháp hội niệm Phật cho người ta niệm Phật thì quý vị biết cái nơ đó bây giờ đất nó mắc cỡ nào chứ. Trên núi non mà đất nó mắc còn hơn cái gì, nó thấy rõ ràng không? Cái nơi nào niệm Phật á là cái nơi đó lạ thay, nó làm ăn phát đạt quý vị. Làm ăn được chứ lắm. Vì biết tại sao nó làm ăn được không? Vì cái nơi đó có một cái trụ xứ nó quá thịnh. Thì con người dân ở nơi đó cũng được có ké. Những đức nói thiệt. Bây giờ á, chùa mình mà tổ chức lễ, người dân ở đây người ta cũng làm ăn buôn bán được. Trời ơi, bây giờ nó tự nhiên lễ bí Quan Âm những đức tổ chức 2 ngày là nó nổi lên cái chợ 2 ngày. Nổi là một cái chợ luôn quý vị. Chưa từng thấy thì bây giờ là bây giờ tổ chức lễ Vía Quan Âm là bây giờ nguyên một đoạn đường thành chợ. Mấy chục ngàn con người nó ra ngoài đó mua đồ ăn, ăn chay đồ này kia. Nên người ta buôn bán được. Thì người dân người ta cảm ơn cái nơi đó tổ chức ra mà bây giờ thành cái chợ, người ta buôn bán được. Mà buôn bán đắt quá trời luôn. Nhưng Đức nói mấy ngày đó một người bán lờ rất nhiều tiền. Tại vì bán rất là nhiều quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà rõ ràng làm ăn được, phát đạt. Rồi cái nơi đó từ từ quý vị biết rằng hoàn cảnh nơi đó nó thay đổi. Nhà cửa lăn cặn tự nhiên nó hình thành từ từ tốt lên. Vì cái nơi nào niệm Phật là nơi đó nó trang hoàng. Và nó trang trí cái nơi đó càng ngày nó càng tốt. Hoàn cảnh nơi đó cây cối, hoa lá rồi nó tốt tươi từ từ lên hết. Cái nơi chùa chiền nào mà niệm Phật là nơi đó tự nhiên cây cối nó cũng tốt. Chùa chiền nó mới mẻ sạch sẽ. Nó lạ lắm. Nó lột xác hoàn cảnh nó luôn. Bây giờ một con gà niệm Phật mà con gà cũng đẹp. Chi con người. Gà niệm Phật gà cũng đẹp. Chó niệm Phật chó cũng dễ thương. Cái câu Phật hiệu lạ lắm quý vị ơi. Câu Phật hiệu này phải tin 100% là quý vị biết rằng là vạn đức hồng danh. Chỉ cần nghe qua thành chúng tử làm Phật. Thiện duyên này lớn dữ lắm. Nên không có công đức nào lớn bằng công đức mà tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Tại vì tán thán danh hiệu A Di Đà Phật là cùng với 10 phương chư Phật tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Mình là kẻ phàm phu mình lại tán thán A Di Đà Phật thì 10 phương chư Phật cũng tán thán A Di Đà Phật. Địa vị phàm phu cùng với Phật để tán thán A Di Đà Phật. Thù thắng thế nào chưa? Mà cái chuyện tán thán A Di Đà Phật bây giờ nếu mà không niệm Phật mà lên giảng sao? Không lẽ lên A Di Đà Phật đi, niệm A Di Đà Phật mà. Niệm A Di Đà Phật. Cái niệm A Di Đà Phật thôi. À cứ niệm A Di Đà Phật. À cứ niệm đi. Niệm đi rồi nó sẽ lợi ích, niệm đi nghe, niệm đi. Ở dưới nó nghe một chút rồi nó không cảm nhận được cái gì quý vị. Có nghĩa là cái niệm A Di Đà Phật này rồi mình làm những việc gì trong cuộc đời, thành tựu những sự việc gì trong cuộc đời. Rồi nó mới tán thán sự việc thành tựu đó. Rồi nó gây dựng qua cái chỗ niệm Phật.
Và từ cái niệm Phật nó thành tựu sự nghiệp đó. Và bản thân con người mình phải làm sao thì sao, rồi mình mới nói ra là nhờ niệm Phật mình được vậy. Thì cái pháp niệm Phật nó rất là phong phú. Tán tháng là phải công phu á, chứ phải là lên mà niệm A Di Đà Phật đi nghe. À, cứ niệm đi rồi sẽ thấy, cứ niệm đi, niệm đi. Hỏi ngược lại thầy được cái gì? Chưa được cái gì. Bây giờ những đức hỏi quý vị, làm sao mà thu nhiếp người ta? Bây giờ quý vị coi cái hoàn cảnh ở đây nè, dễ độ sanh Đại Tùng Lâm rồi chùa mới dễ độ sanh. Người ta bước vào cái hoàn cảnh, người ta nhìn một cái là dễ độ sanh. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ cái người thế gian đi, mình đi ngang nhà dòng họ mình, ông nội ông ngoại ông cố ông sơ ông sợ ông sợ gì đó, mà mình đi ngang một cái mình thấy cái nhà nào nhà đúc biệt thự bự, mình nói là nhà ông cố nội tao. Sơ ngoài đời rõ ràng nhà ông cố nội tao, mà mình đi ngang nhà ông cố ngoại mình, cái nhà sập mình im gu mà chạy cái dù ngang luôn. Bây giờ đơn giản thế, anh chị em mình mà đẹp trai cao ráo, mình gặp cái anh họ, anh họ đó nghe, anh họ tao đó mày, thấy anh họ tao đẹp trai không? À, sang trọng đẹp trai, thấy anh họ tao đó. Đó, tao xấu nha, anh họ tao đẹp lắm nghe, thấy không? Nhưng mà tự nhiên bản thân mình gặp anh họ của mình, mà anh họ mình nó lùn, mà nó hô hốc, mình đi ngang, mình đi ngang cái dù không ngó ngàng tới luôn. Đó. Tại vì sao? Quá xấu, chỉ quê thế một. Ý muốn nói cái thế gian pháp nó đã là như vậy, thì cái hoàn cảnh chùa chiền rộng lớn là hoàn cảnh mà để nó thu hút con người ta đến chùa để dạy. Nếu như hoàn cảnh chùa mà rộng lớn đẹp vô cùng mà không có giáo dục, không dạy người ta tu giải thoát, vậy thì hoàn cảnh này vô ích, hoàn cảnh này để hưởng chơi, đâu được lợi ích gì đâu. Nên tại sao mười phương khắp pháp giới về muốn về thế giới cực lạc? Vì cái quốc độ thế giới cực lạc mà phô diễn trong kinh giáo quá thù thắng, mọi mặt thù thắng, từ là đường phố thù thắng, nhà cửa thù thắng, đất đai thù thắng, hoa cỏ thù thắng, chim hót thù thắng, thiết pháp thù thắng, ăn uống thù thắng, sắc đẹp thù thắng, thọ mạng thù thắng, giải thoát thù thắng, thành Phật thù thắng. Thấy không? Đó, cái thế giới cực lạc thù thắng như vậy người ta mới muốn gì. Chứ bây giờ trong kinh Đức Phật nói rằng thế giới cực lạc là một căn nhà tranh sập, đất đai ở thế giới cực lạc đều châu bò ỉa tùm lum. Bây giờ quý vị cứ cảm nhận nè, ở đất nước Ấn Độ là quê hương của Phật, mà bây giờ từ con sông Hằng hay từ nơi hoàn cảnh trụ xứ ở Ấn Độ, quý vị thấy tệ cỡ nào chưa? Nhiều thứ hoàn cảnh mà cái người dân Ấn Độ không tiếp nhận cái giáo pháp của Phật. Thì quý vị coi, dù là cái nơi mà Đức Phật ra đời, nhưng mà bây giờ kêu mình qua bên Ấn Độ ở đó coi, mình không muốn gì, mình không muốn lỡ đó ở luôn đó quý vị. Lâu lâu là người ta tổ chức khái đoàn, người ta đến đó để mà người ta viếng thăm như tưởng nhớ đến quê cha đất tổ. Chứ ngoài ra mà kêu mình qua đó ở luôn, mình không bao giờ đến ở luôn. Vì cái đất nước mà bây giờ có người ta, tuy là Đức Phật ra đời nhưng người ta lại không tiếp nhận cái giáo pháp của Phật, người ta lại đi theo những cái ngoại đạo, người ta làm những cái điều ngược lại lời dạy của Phật, nên cái đất nước nó không có phát triển được quý vị. Nên từ nơi đó mà kêu mình đến cái đất nước không phát triển, mình đâu có đến. Tại sao mình muốn về thế giới cực lạc? Vì cái đất nước của cực lạc nó quá phát triển tốt, mình mới về. Thí dụ như mỗi một con người chúng ta, ai mà không muốn đến quốc độ mà bình yên không chiến tranh, rồi sự đãi ngộ tốt đẹp. Nhiều người ta thích qua Úc Châu, tại vì cái đất nước Úc Châu nó vẫn sạch sẽ tương đối, người dân Úc Châu nó ít người tương đối, nên đất nước nó sạch sẽ đặc biệt lắm. Có những quốc gia trên thế giới người ta rất thích đến định cư, vì người ta thấy đất nước nó bình an. Dưới một đất nước mà Phật giáo giống như là quốc giáo, người ta thích đến nơi đó lắm. Nhưng mà có một cái đất nước nào mà cái đất nước cực lạc?
cái sự quản lý của Đức Phật A Di Đà đối với quốc độ Cực Lạc quá tốt. Không có một cái sự riêng lẻ cá nhân để quản lý quốc gia. Còn bây giờ đất nước nào đi chăng nữa, vua chúa gì cũng là có một cái cá nhân, vì có vợ có con là cá nhân. Nên cái làm sao đi chăng nữa cũng không bằng được Phật A Di Đà. Phật A Di Đà, quý vị coi trong kinh có bộ kinh nào nói Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc mà có vợ không? Nếu như mà người dân ở thế giới Cực Lạc mà có vợ có con, có chồng có con thì chắc chắn thế giới Cực Lạc sẽ không tốt. Tại vì nó có vợ có con là có một cái cá nhân để bản thân mình tích lũy riêng cho cá nhân mình. Mà đã là có cái cá nhân như vậy thì nó có một cái sự mà hơn thua đấu đá và ích kỷ nhỏ mọn. Nên cái quốc gia đó, cái quốc độ đó nó sẽ không được tốt tròn vẹn. Thế giới Cực Lạc người ta không có vợ có chồng. Người ta sống trong cái pháp lạc ở Cực Lạc. Pháp hỷ sung mãn. Pháp lạc dẹp hết tất cả những cái buồn phiền. Nên từ nơi đó mà cái quốc độ Cực Lạc nó quá tốt đẹp và quá trong sạch. Không có sự ô nhiễm gì cả. Sống trong quang minh phổ chiếu. Không có bằng ngày bằng đêm gì hết. Không có nhật nguyệt, không có tinh tú, ngôi sao. Toàn là quang minh phổ chiếu quốc độ Cực Lạc cực kỳ đặc biệt. Có người ở thế giới Cực Lạc không có ngủ trưa, không có ngủ bằng đêm gì hết. Vì phải nhớ kỹ. Tại vì sao? Người ta không cần ngủ mà người ta vẫn khỏe. Vì người ở thế giới Cực Lạc không có vọng tưởng vu vơ tầm bậy tầm bạ. Người ta luôn luôn sống trong thiền định. Mà thiền diệt thực, thiền diệt tất cả khổ đau. Nên từ nơi đó người ta sống trong cái pháp lạc, nên không cần phải ngủ nghỉ. Mà người ở thế giới Cực Lạc cũng không cần đi làm thuê làm mướn gì cả. Quý vị biết nó là Cực Lạc. Vì nó quá tốt đẹp mới gọi là cùng cực an lạc. Còn nếu về thế giới Cực Lạc mà còn đi làm thuê làm mướn, vì làm chi? Đúng không? Đó nên ta phô diện thế giới Cực Lạc đặc biệt như vậy. Nên mình muốn gì? Nên người có thiện căn nên người ta niệm Phật. Không phải là tới về Cực Lạc mới vui đâu. Người niệm Phật ở cõi này hiện tại quý vị đã có niềm vui và được nhiều người quý thương rồi. Thấy không? Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh quý vị ơi. Đời này phải về Cực Lạc nha. Mà muốn về Cực Lạc thì phải làm sao? Thêm cái nữa là không có buồn giận ai để trong tâm quý vị ơi. Buồn giận người là chúng độc quý vị à. Bao nhiêu người này mà về Cực Lạc hết thôi nó vui cỡ nào hết quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.